Sáng nay chúng ta sẽ nghe về lịch sử Việt Nam, một nhân vật vừa là anh hùng mà cũng vừa là quỷ dữ, một nhân vật vào thời nhà Trần, đó là Trần Thủ Độ. Nhà Lý trải qua 200 năm trị vì Việt Nam đã suy yếu. Khi đó dòng họ Trần âm thầm len lỏi vào triều đình và dần dần nắm quyền thao túng nhà họ Lý, để đem cả thiên hạ về cho gia tộc mình. Trần Thủ Độ đã nghĩ ra một cách. Bước thứ nhất, buộc vua Lý Huệ Tông thoái vị, nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng. Cô bé trở thành vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử. Khi lên ngôi, cô chỉ vừa 7 tuổi. Bước thứ hai, Trần Thủ Độ đưa cháu mình là Trần Cảnh, chỉ vừa mới 8 tuổi, vào hầu Lý Chiêu Hoàng, sắp xếp để hai đứa nhỏ nó lấy nhau. Dĩ nhiên, vợ thì phải nhường ngôi cho chồng. Và thế là Giang Sơn Đại Việt nghiễm nhiên về tay nhà Trần, nhẹ nhàng và êm thấm, không hề đổ máu. Nhưng đối với Trần Thủ Độ như vậy liệu đã đủ chưa? Chưa, Trần Thủ Độ không nghĩ như vậy. Ông còn muốn tàn sát hoàng tộc nhà họ Lý. Nói về cựu vương Lý Huệ Tông, khi bị phế truất thì ông đi tu. Một hôm ông ra chơi chợ đông, dân chúng tranh nhau chạy đến xem, có người thương cảm và khóc. Thủ Độ sợ lòng người nhớ vua cũ, sinh lòng biến loạn. Ông đi đến trước cửa chùa, thấy Huệ Tông ngồi xổm nhổ cỏ. Thủ Độ từ tốn nói: nếu nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu. Huệ Tông hiểu chuyện, đứng dậy phủi tay nói: điều ngươi vừa nói, ta đã hiểu thấu. Ta tụng kinh xong, sẽ đi tự tử. Nói rồi vào buồn ngủ khấn rằng: thiên hạ nhà ta đã về tay ngươi, ngươi lại còn muốn giết ta. Ngày nay ta chết, đến khi khác con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế. Rồi thắt cổ tự tử ở giường sau chùa. Mùa đông năm ấy, hoàng tộc nhà họ Lý làm lễ tế các vua Lý ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Thủ Độ ngầm đào hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say, giật máy chôn sống hết. Tàn nhẫn là thế, nhưng Trần Thủ Độ làm quan rất là nghiêm minh. Ông người có bản lĩnh và cá tính khác thường, xử lý việc gì cũng rất thẳng thắn, ít khi để cho tình cảm sai khiến. Có người thấy ông trong triều quyền lực bá đạo quá, mới vào gặp vua và tâu rằng: bệ hạ còn thơ ấu, mà Thủ Độ thì quyền ác cả vua. Xã tắc rồi đây sẽ ra sao? Vua lập tức đưa người ấy đến dinh Thủ Độ và kể lại hết. Thủ Độ trả lời đúng như những lời hắn vừa nói, rồi lấy tiền lụa thưởng cho người ấy. Ông luôn đặt lợi ích của gia tộc nhà Trần lên trên hết. Đối với ông, Dương Triều Trần là tất cả, là number one. Hành động luôn theo phong cách: tao không cần biết mày là ai, nhưng mày muốn động chạm đến nhà Trần thì tao sẽ tìm ra mày và sẽ thích mày. Vì gia tộc, đến cả quân Mông Cổ, một đội quân thiện chiến hùng mạnh đã đánh tan tác hầu như mọi đội quân của châu Á, châu Âu, quỷ diệt cả Trung Đông, khiến Đức Giáo Hoàng cũng phải run sợ, mà Trần Thủ Độ cũng không coi ra cái thá gì. Ông là linh hồn của cuộc kháng chiến, với câu nói bất hủ: đầu tôi chưa rơi xuống đất thì bệ hạ không cần phải lo ngại gì hết. Trần Thủ Độ là một nhân vật thú vị, vào hàng bậc nhất lịch sử, vừa lạnh lùng, ác độc, nhưng cũng rất chính nghĩa, can đảm. Một anti-hero như Severus Snape và Tào Tháo. Với những việc kinh thiên động địa ông đã làm, thì ông vừa xứng đáng được xem như gian thần số một, và đồng thời là anh hùng dân tộc Việt Nam, xứng đáng với câu nói: chúa tể hắc ám đã làm được những điều vĩ đại, kinh khủng thật, nhưng thật vĩ đại. Credit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc ĐẠT PHI MEDIA.